Ok, thì mình sẽ gọi này. Đây, bài làm nhá. Gọi. À, như vừa nói là gì nhỉ? Là Có hộ máy điều hộ đó có máy điều hòa. hộ của máy điều hòa. Đấy là gọi A1 hay gọi A? Gọi A. Mình áp dụng A nhân B mà. Thì A và B luôn đi. Hệ đầy đủ mình gọi là A1, A2. Thật ra lúc nào mình gọi A1, A2 cũng được mà. Nhưng mà người ta quen ấy là kiểu là hệ đầy đủ ấy thì mình áp dụng A1, A2. Còn đây ấy, thì mình sẽ áp dụng công thức nhân thì cứ AB thôi. Cho dễ. Hộ có gì? Hộ đó có máy điều hòa. A1 là có à, A là điều hòa rồi. B là gì? Hộ đó có thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng. Thu nhập 5 trên 200 triệu, ok chưa? Xong. Thì bây giờ gì? Tóm lại mình cần tính là xác suất gì? À thôi, tóm lại là mình có cái gì trước đã nhá. Có cái gì trước đã? Rồi. Ta có. Mình có cái gì liên quan đến AB thì mình ghi hết ra xong mình áp dụng công thức sau cho nó dễ. Đầu tiên là PA, xác suất để hộ có máy điều hòa thì người ta cho chưa? Mình xem trên này, trên đề ấy. Trong các hộ được điều tra thì 70% hộ có thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng và 60% hộ có máy điều hòa. Tức là người ta điều tra được ấy là 70% hộ có thu nhập hàng năm trên 200 triệu, còn 60% hộ có máy điều hòa. Vậy thì xác suất để có máy điều hòa là bao nhiêu? Không phải sáu. Đúng rồi, 60% mà. Tức là điều tra này, tức là người ta đã tính xác suất cho mình rồi đấy. Thì người ta thấy là gì? Xác suất để một hộ có thu nhập hàng năm trên 200 triệu là 70%. Còn xác suất để hộ có máy điều hòa là 60%. Được chưa? Vậy đây là 0,6. Ok chưa? Tiếp theo, PB thì sao? Để cho chưa? PB là xác suất gì? Suất của hộ đó có thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng Ừ. thì Thì tức đề nói rồi này. là 7 là 7 bằng 10 70% à? Đúng rồi, 0,7. 17. Rồi. Và thêm nữa người ta cho một cái là gì? Theo điều tra thì xác suất một hộ có máy điều hòa khi có thu nhập, tức là gì? Đây là xác suất để một hộ có máy điều hòa thì hộ có máy điều hòa mình đặt là gì rồi? Hộ có máy điều hòa là hộ là A. Khi có thu nhập hàng năm trên như này, tức là gì? Tức là ấy, với điều kiện này, tức là người ta bảo đây là gì? Cho xác suất này đúng không? Tức là người ta nói đơn giản hơn đây chính là cho xác suất để một hộ có máy điều hòa với điều kiện thu nhập năm trên như này, bởi vì khi mà đấy đúng không, tức là khi có thu nhập năm trên như này thì xác suất để một hộ có máy điều hòa là như này, tức là mình hiểu ở đây thì là xác suất của A với điều kiện. A với điều kiện nó B Đúng rồi, thì A điều kiện B bằng mấy? bằng 0,75. Ok, vậy là cho tất cả rồi đúng không? A với điều kiện B bằng 0,75. Vậy có tất cả rồi. Thì bây giờ mình có tính được không? Suy ra này. Ý A đây. Suy ra mình cần tính gì? PAB bằng Ừ. Đây ý 1 chứ. Quên. Không phải ý A. Ý 1 đúng không? Ý 1. Đấy đề nó bảo đây. Ý 1 và ý 2 mà. Thì mình sẽ ghi đây. Ý 1. PAB đúng không? Bởi vì người ta bảo là xác suất để vừa có điều hòa vừa có thu nhập năm trên từng kia. Vậy có phải là PAB không? PA nhân B. Thì áp dụng công thức thôi, PAB bằng gì? PA nhân với cả là P của A điều kiện. Cái gì? Lại bình dương ấy. PA mà nhân PA điều kiện B được PA nhân với cả là PB điều kiện A. à? Tất cả nhá, nó có hai công thức như này, mình phải chọn từng trường hợp mình áp dụng, đúng không? Ở đây mình đã biết PB và điều kiện A chưa? PA điều kiện B. Mình biết PB và điều kiện A chưa? Chưa. Ừ. Mình chỉ biết là gì thôi. PA điều kiện B. Thì mình sẽ áp dụng công thức trước hay sau? Sau Ừ, nhớ nhá. Mình phải chọn đi từng đi trường hợp mình áp dụng. Được chưa? Đấy, từng trường hợp để áp dụng. Ở đây mình biết PA và điều kiện B thôi. Thì mình chỉ áp dụng được cái này thôi. ok. Đúng không? Chứ mình đâu có áp dụng được cái trước. Ok. Vậy thì PAB bằng B gì? PB nhân với cả Nhân PA điều kiện B. có tất cả chưa? PB là bằng bao nhiêu? PP là 0,7. Nhìn mỗi đây thôi mà, không phải 7. Nhân PA và điều kiện B là thì ra đáp án chưa? Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hai cái việc đây mình phải nhận biết được gọi A là cái gì, gọi B là cái gì, và từ cái đề mình phải suy ra được người ta đã cho những cái gì rồi. Đấy. Ra bao nhiêu? 0,525. 0,525. Xong ý A, xong ý 1. Tiếp theo mình để ý 2. Đấy, thật ra câu này nó còn ngắn hơn cả đề đủ BS nếu mình biết làm. Còn ấy, nhiều bạn là không quen câu này ấy, thì mọi người sẽ có xu hướng là bỏ. Hoặc là làm như kiểu là đầy đủ BS đúng đấy ấy. Thì nó sẽ bị sai thôi. Ok. Tiếp theo đến ý 2. Có thu nhập hàng năm, đây tính xác suất để hộ đó có thu nhập hàng năm trên 200 triệu, biết rằng hộ đó không có máy điều hòa. Vậy đây không phải BS đâu, đúng không? Mà mình phải tính cái gì? Đây vẫn là xác suất có điều kiện, nhưng mà mình phải xem là gì? Đây nhập P gì? Với điều kiện gì đã để mình sẽ áp dụng công thức. Đấy, thì đây mình xem. Có thu nhập hàng năm trên 200 triệu. Biết rằng đây là với điều kiện đúng không? Thì xác suất của cái gì đã? Có thu nhập hàng năm trên 200 triệu. Vậy là cái gì? Mình đã gọi cái gì là có thu nhập hàng năm trên 200 triệu rồi? PB với điều kiện Với điều kiện. Với điều kiện gì? hộ đó không có máy điều hòa, Ừ. với điều kiện A ngang. Đúng rồi. A là có máy điều hòa, vậy A ngang là không có điều hòa thôi. Dễ đúng không? Thì nhá, ở đây này, không phải là mình áp dụng công thức BS đâu. Đấy, và mình áp dụng cái gì? Thì mình áp dụng chính công thức nhân thôi, đây này. Ở đây mình đang tìm là PB với điều kiện A ngang. Thì tức là từ công thức nhân này mình có thể suy ra được PB với điều kiện A trước không? Có. Mình thử suy ra nhá. Ở đây này, tức là nó cũng sẽ tìm được mấy cái xác suất có điều kiện bởi vì nó liên quan nhân với nhau. Giả sử mình phân tích từ cái này này, mình sẽ suy ra được là PB với điều kiện A bằng gì? PB với điều kiện A thì bằng Chuyển vế ra thôi. đâu đó ở PB với điều kiện A thì bằng PAB chia cho PA. Ừ. PAB hay PBA thì giống nhau nhá. Nhưng mà với điều kiện nó sẽ khác nhau. Chờ. Chia P. A. PA. Chờ. Rồi. Vậy thì đây mình có suy ra được không? PB với điều kiện A ngang nó sẽ bằng là gì? PBA ngang không? Như này không? Bỏ cái ngoặc đi, bỏ cái với điều kiện đi và chia cho chính cái đằng sau, hiểu không? Đây này. Bỏ chính cái ngoặc đi, tức là AB hoặc BA đều được như đã nói rồi. AB hoặc BA đều được đúng không? Đấy, thì nó sẽ bằng là gì? PAB hoặc PBA chia cho PA. Đấy, tức là chia cho cái xác suất đằng sau. Vậy đây là gì nhỉ? PB với A ngang chia cho P gì? Đằng sau. PA ngang. PA ngang. Rồi, vậy thôi. Tiếp tục. Thì bằng Đây này, mình xuất phát từ công thức mình đã suy ra được lúc nãy. PB với điều kiện A đây, thì nó sẽ bằng là PAB hoặc PBA chia cho PA, đúng không? Chia cho cái đằng sau thôi. Được chưa? Thì bây giờ nhá, mình sẽ phân tích cái tử, phân tích cái mẫu ra, thế là xong rồi. Tức là mình phải phân tích thế nào ấy để mình thay được các cái số trên này. Thay các cái số trên này. Đấy, thì đầu tiên này, mình phân tích cái mẫu trước cho nó dễ. PA ngang mình không có, nhưng mình có cái gì? PA Thì mình PA ngang bằng 1 chứ. một chữ PA Ok, cái mẫu xong chưa? Xong. không phẩy bốn Trừ đi là xong. Nhưng mà bây giờ ấy, cái PB nhân A ngang là gì? Đấy, mình phải phân tích ra PB nhân A ngang bằng cái gì đây? Cái này mới là cái khó. bằng Còn gì? PB Học PB làm gì? nhân với cả làm Không được. Bởi vì mình vừa tách thành nhân sang chia rồi, bây giờ mình lại chia sang nhân lại về cái ban đầu đấy. Đúng không? Mình vừa tách từ chia sang nhân sang chia rồi mà. Để tìm ra PB với điều kiện A, bây giờ mình từ PB với điều kiện A, tức là từ cái này mình lại nhân chéo lên thì bằng nhau à? Đúng không? Mình sẽ không làm như thế được. Tóm lại cái này nó sẽ bằng PB trừ đi P AB. Đấy, tóm lại phải ra như này, PB trừ PAB
Ok, thì để chứng minh công thức này dễ dàng hơn ấy thì mình sẽ chuyển sang một cái giấy trắng để mình sẽ chứng minh cho bạn xem nhé. Ở đây này, chúng ta vừa nói rồi, công thức P, B với điều kiện A ngang của chúng ta đúng không? PB với điều kiện A ngang ấy, thì mình đã nói rồi, nó có thể tách ra được đúng không? Đấy là bằng gì? Theo công thức nhân đúng không? Thì nó sẽ là P, BA ngang, A ngang chia cho PA ngang đúng không? Đấy, cái này xuất phát từ công thức nhân thôi, như đã nói rồi đúng không? Đấy, chúng ta xuất phát từ PAB ấy, thì chúng ta biết là PAB sẽ bằng PA nhân PB với điều kiện A. Thì đây là thêm cái ngang, thì mình cần thêm cái ngang ở cái A thôi, không có gì cả đúng không? Thì bây giờ này, chúng ta đã biết rồi, đấy là như đã nói, cái mẫu này thì mình sẽ tách được bằng gì? PA ngang thì bằng 1 trừ PA, ok, cái này không có gì để nói rồi nhá, 1 trừ PA, đấy, còn cái trên tử mình sẽ tách ra được nhá. Đây, tóm lại này, sau khi mà chúng ta chứng minh được xong ấy thì nó sẽ là công thức như sau. Đấy, P B trừ đi P BA được chưa? Tức là P BA hoặc AB đều được nhá. BA hoặc AB đều được. Đấy, mình sẽ chứng minh cho mọi người chỗ này. Tại sao chúng ta có thể tách cái tử này thành cái tử này? Được chưa? Đấy, cái vấn đề đây là chúng ta phải hiểu tại sao tách được cái tử này thành cái tử này. Đấy, thì nhá, để chứng minh dễ dàng hơn ấy thì mình sẽ vẽ hình cho mọi người xem. Đây, mình sẽ vẽ hình. Đấy, giả sử có hai cái như này. Được chưa? Một cái là A, cái là B, đúng không? Và cái đứng giữa này thì các bạn thấy nó là gì? Nó là A với cả B chung nhau thì người ta gọi đây là AB, được chưa? Hoặc là BA đều được nhá, mọi người hiểu AB hoặc BA đều được, được chưa? AB hoặc BA chỗ này này đều được. Ok. Thì bây giờ này, mình sẽ xuất phát từ một cái rất đơn giản, đấy là PB. Bạn thấy PB ở đây thì bằng gì? Đấy, PB tức là xác suất của B ấy. Thì các bạn thấy này, xác suất của B ấy, nó sẽ bao gồm cái phần này đúng không? Cái phần nguyên B này này. Và cái phần cả A và B này đúng không? Đấy, phần nguyên B là phần cả A và B. Thì nhá, mình có thể viết PB rất đơn giản. PB sẽ bằng là P, BA, đúng không? PBA, tức là cái giữa này này, đúng không? Như mình nói thôi, cái AB này mình không thích viết là AB thì mình có thể viết là BA mà. Được chưa? Thì đấy, mình sẽ lấy là PBA. Đấy, tức là mình lấy cái phần này này, mình sẽ tô màu tím vào nhá, chọn thấy đây, BBA, ok. Phải cộng thêm cái gì nữa? Cộng thêm cái phần này nữa đúng không? Và phần này chính là gì? Cộng P, B, A ngang. Đúng chưa? P, B, A ngang. Tức là gì? Tức là ấy, xác suất của B sẽ là gì? Cái phần cả B và A, và cái phần là nguyên B thôi, không có A. Cậu hiểu không? P, B, A ngang, tức là B và không có A. A ngang là không phải A mà. Được chưa? Đấy, tức là một mình B đứng một mình thôi. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, PB của mình nghĩ nó sẽ bằng là PBA cộng với cả PB nhân A ngang. Được chưa? Đấy, ở giữa này và cái này nữa. Đúng không? Cái này nữa. Đấy, có phải đây là PB không? Toàn bộ cái này là PB. Thì như mình nói rồi, PB sẽ bằng là PBA cộng PB A ngang. Được chưa? Thì đây mình đã suy ra được PB A ngang chưa? Rồi đúng không? Dễ thôi. Đấy, suy ra P, B A ngang. Đó, PBA ngang sẽ bằng gì? Các bạn chuyển vế sang đây đúng không? Chuyển ngay sang đây là xong rồi. Đấy, vậy là bằng BB trừ đi P, BA. Được chưa? Đấy là mình đã ra điều phải chứng minh rồi. PA hoặc có thể viết AB được nhá. Như mình nói rồi, BA thì AB giống nhau đúng không? Như kiểu là 1 nhân 2 và 2 nhân 1 thì đâu khác nhau đâu. Được chưa? Ok. Đấy, thì mình đã ghi lại công thức đúng không? Đấy là PB trừ đi PAB hoặc PBA. Đấy, và ở trong bài làm thì mình sẽ ghi là thành AB nhá. PB trừ PAB. Được chưa? Ok. Đấy, còn nếu các bạn muốn tách theo A cũng tách được thôi. Các bạn lại xuất phát là gì? Từ PA đúng không? Bằng PAB cộng BA nhân B ngang. Nhưng mà đây, người ta không hỏi A nhân B ngang, mà người ta hỏi là B nhân A ngang cơ. Thì mình phải tách theo B, được chưa? Còn nhớ giúp mình nhá, mình sẽ tách theo B như vậy. Và các bạn đã ra cái điều phải chứng minh rồi, đúng không? Đấy, mình đã chứng minh cho mọi người nhá, tại sao người ta tách được ra như này. Được chưa? Thì chúng ta xuất phát từ một cái đơn giản thôi. PB bằng cái gì? Hai cái này cộng với nhau. Xong từ đấy mình đã có đúng không? PB A ngang thì bằng PB trừ đi PAB hoặc BA đều được. Ok. Đấy, ok chưa? Mình chứng minh cho mọi người phải hiểu rõ cái này. Đấy, chủ yếu là mọi người phải hiểu cái này thì chúng ta mới làm được một câu mà về xác suất nhân như thế. Được chưa? Ok, vậy mình sẽ quay lại bài mình áp dụng công thức thôi nhá. Đây, công thức của mình sẽ là như thế này. Được chưa? Rồi, thay số vào là xong. Bằng Bằng có tất cả rồi mình thay vào thôi đúng không? Thay vào thôi. không trừ đi PB là bằng bao nhiêu đây? PB là 0,7 Không phải 7. trừ Trừ đi. đi 0,7
0,525 trên 0,4. một trừ 0,6 là 0,4, thể ghi hẳn ra rồi, bằng bao nhiêu bấm máy là xong rồi. Không phải 4375. 0,4375. Ok. Đây là kết quả cuối cùng. Được chưa? Vậy Đúng. thôi. Đó, và thật ra ở cái ý hai này thì mọi người có thể làm ra VS được. Và bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có đây đúng không? PAB bằng PA nhân PB với điều kiện A, hoặc là bằng PB nhân PA với điều kiện B đúng không? Thì đây, chúng ta xuất phát từ hai này bằng nhau này. Đúng không? Hai này bằng nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ chia được là gì nhỉ? Từ hai này bằng nhau cho nên mình sẽ tìm ra P B với điều kiện A đúng không? Thì nó sẽ là về VS đấy. Đấy đây đúng không? PB điều kiện A sẽ bằng là gì? PB nhân PA với điều kiện B đúng không? Và chia cho PA chưa? Chia cái này sang đây này. Bản chất là mình chia cái này sang đây thôi. Là mình đã có PB với điều kiện A rồi. Đúng không? Mà ở đây, đấy, để ở trong cái video kia thì mình quên chưa nói. Đấy, bây giờ mình sẽ làm thêm video mình nói đúng không? Vừa rồi chúng ta cũng biết, đấy là chúng ta cần tìm P, B với điều kiện A ngang đúng không? P, B với điều kiện A ngang, tức là chỗ nào ở đây chúng ta chuyển hết thành ngang là được, đúng không? Đấy, hết thành ngang là được. Đấy, tiếp cái câu 2 vừa rồi đúng không? Cái ý 2 vừa rồi, ở cái đề tháng 8 ấy, mà đề kỳ hè ấy, đấy chúng ta có thể làm cho BS, làm cho như này luôn, cho nhanh, được không? Đấy, ở trong video đấy mình cũng đã chứng minh cho các bạn là PB với điều kiện A ngang mà mình chuyển theo PAB ấy, thì cũng được đúng không? Nhưng mà chúng ta phải vẽ hình ra và chúng ta suy luận. Đấy thì nó cũng hơi khó một chút. Cho mọi người nhớ, đấy là chúng ta có thể áp dụng luôn câu BS như thế này. Được không? Bởi vì mình đã chứng minh cho mọi người đây nhá. Bởi vì hai cái vế này bằng nhau, cho nên các bạn sẽ có thể chia được PB với điều kiện A, tức là BS luôn đúng. Được không? Cứ nói điều kiện BS luôn đúng. Chứ không cần phải là bài toán đầy đủ thì mới áp dụng BS. Được không? Ok. Đấy, mình sẽ tính lại chỗ này nhá. À, với này PB chúng ta biết rồi đúng không? PB chúng ta biết rồi đấy thì PB đây các bạn thấy mình đã tóm tắt lại rồi, PB bằng 0,7 đúng không? PA ngang với điều kiện B bằng gì? PA ngang với điều kiện B nhá, đây thì mình sẽ ghi ra PA ngang với điều kiện B thì ở trong cái phần mà xác suất đầy đủ mình đã nói rồi đúng không? PA ngang với điều kiện B sẽ bằng là 1 trừ đi PA với điều kiện B không? Đấy, PA với điều kiện B thì nó bằng cái gì? Một trừ đi nhá, PA điều kiện B đâu? Đây các bạn thấy đây, để đã cho rồi là 0,75 đúng không? Đấy, một trừ đi 0,75. Đó, còn PA ngang là gì? PA ngang thì bằng là một trừ PA đúng không? Bằng một trừ đi PA. Đó, một trừ PA. Và đây PA ngang của một trừ PA thì chúng ta đã có số rồi đúng không? Ở đề bài đã cho chúng ta PA rồi. Đấy, ở đề bài cho chúng ta PA là 0,6, chưa? Vậy sẽ là 1 trừ 0,6. Ok chưa nào? Rồi nhá, vậy bây giờ chúng ta tính ra thôi. Đây, đầu tiên là 1 trừ 0,75 thì sẽ là 0,25 đúng không? Đấy, 0,25. Còn 1 trừ 0,6 sẽ là 0,4. Ok chưa? Ok, vậy chúng ta đã có được hết tất cả rồi. Vậy chúng ta tính được là PB với điều kiện A ngang chưa? Tính được rồi đúng không? Đấy, chỉ ra chúng ta tính này. P, B với điều kiện A ngang. Thì PB với điều kiện A ngang của chúng ta ấy sẽ là gì? Sẽ là PB đây. PB chúng ta còn nhớ không? PB ấy thì đề đã cho rồi, nó là 0,7 đấy. Đây, PB này, chúng ta biết là 0,7 rồi. 0,7 nhân PA ngang với điều kiện B thì đây, PA ngang với điều kiện B là 0,25. Chưa? 0,25. Sau đó chia cho PA ngang, chúng ta tính được là 0,4, đúng không? Đấy. Vậy các bạn bấm máy tính thử xem. Đấy, chúng ta bấm nhá, xem nó có ra đúng như cái đáp án vừa rồi chúng ta cùng chữa không. Thì đây mình sẽ đi bấm nhá. Đây, mình sẽ bấm. Lấy 0,7 nhân với cả 0,25 sau đó chia cho 0,4 đúng không? Thì các bạn sẽ thấy một điều là gì? Đây. Nó ra đúng cho chúng ta là 0,4375 chưa? 0,4375. Vậy các bạn thấy giống đáp án chưa? Giống y hệt đúng không? Đấy cho mình nói rồi. Ở cái cách làm vừa rồi thì mình chuyển cho các bạn theo gì? Theo cái vế trái, đúng chưa? Tất cả chúng ta chia sang đây thì chúng ta có là bằng PAB chia PA đúng không? Nhưng mà bây giờ mình có thể làm theo vế phải thì nó thành là BS đúng không? Làm giống BS đấy. Tí các bạn nhớ nhá,
Ở cái dạng công thức nhân này ấy, thì các bạn ấy có thể áp dụng Bayes vào cái xác suất có điều kiện bình thường được nhá. Đấy, theo công thức Bayes các bạn biết rồi đúng không? Đây là PB với điều kiện A ngang thì đây nó sẽ bằng là gì? PB nhân PA ngang với điều kiện B và chia cho PA ngang đúng không? Tóm lại là cách nào cũng được. Đấy, các bạn thấy cách nào dễ hơn các bạn làm. Mình đã chơi cho các bạn theo cả hai cách rồi. Đây là cách mà chuyển theo cái với bên trái ở phần vừa rồi. Và phần này mình bổ sung thêm, đây là cách mà tính theo Bayes, tức là bên về bên phải đúng không? Các bạn chia theo về bên phải ấy, thì nó sẽ ra đúng không? Và ra cùng kết quả thôi. Đấy, các bạn thấy thích cách nào các bạn sẽ làm cách ý nhá. Đấy, các bạn thấy cách nào đơn giản hơn với mình ấy thì các bạn sẽ làm cách ý. Đấy, còn mình thấy nhiều bạn là quen cái cách Bayes cho nên mình mới chỉ cách này, đúng không? Còn nếu không thì các bạn cứ làm theo như phần trước cũng không sao cả. Như thế nào? Nó vẫn ra cùng một kết quả thôi. Và cách làm nào đây cũng sẽ được chấp nhận. Ok. Đấy, vậy là mình sẽ kết thúc được câu này nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn chuyển sang những cái câu tiếp theo.